さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。会社で他の人より自分が先に帰るとき、何か言った方がいいですか？Tôi có nên nói điều gì đó khi về nhà trước những người khác ở công ty không? お先に失礼します。Thứ lỗi cho tôi phải đi bây giờ. 会社で他の人が自分より先に帰るとき、何か言った方がいいですか？はい。Khi mà ở công ty, người khác về trước mình thì mình sẽ nói câu gì? Ha?お疲れ様でした。Cảm ơn sự làm việc chăm chỉ của bạn. 他の人の家に入るとき、何か言った方がいいですか？ Tôi có nên nói điều gì đó khi vào nhà người khác không? お邪魔します。Xin lỗi vì đã làm phiền bạn. À, xin lỗi, làm phiền bạn nhé.他の人の家を出すとき、何か言った方がいいですか？ Tôi có nên nói điều gì đó khi tôi rời khỏi nhà người khác? お邪魔しました。お邪魔しました。はい。Tôi xin lỗi vì đã làm phiền gia đình ạ。先生に今から話せるかどうか聞きたいとき、何が言った方がいいですか？Tôi nên nói gì khi tôi muốn hỏi giáo viên của mình xem bây giờ tôi có thể nói được không? お時間ありますか？今ちょっとよろしいですか？ Có thời gian không ạ? Bây giờ thì có tiện không ạ? Có bất tiện không ạ? Em làm phiền một chút có được không? ちょっとよろしいですか？ お時間ありますか？今ちょっとよろしいですか？先生に質問したいとき、何が言った方がいいですか？ Tôi nên nói gì khi tôi muốn đặt một câu hỏi với giáo viên của mình? 質問があるんですが。 Tôi có một câu hỏi. 病気の人と別れるとき、何が言った方がいいですか？ Tôi nên nói gì khi chia tay một người bệnh? お大事に。Tôi hy vọng bạn sẽ khỏe. これから長い間会わない人と別れるとき、何が言った方がいいですか？ Tôi nên nói gì khi chia tay một người sẽ thời gian tới sẽ không gặp, sẽ lâu lắm sẽ không gặp lại. お元気で。Bảo trọng.近くにいる人に自分たちの写真を撮ってほしいとき、何が言った方がいいですか？ Tôi nên nói gì khi tôi muốn những người ở gần chụp ảnh mình? あの、写真を撮っていただけませんか？ bạn có thể chụp một bức ảnh được không? 友達が教室を出ますが、椅子に友達の傘があるとき、何が言った方がいいですか？Bạn tôi rời khỏi lớp học nhưng tôi nên nói gì khi chiếc ô của bạn tôi ở trên ghế? Nè, 傘を忘れてるんじゃない? Tôi nghĩ là bạn đã quên dù rồi đấy, quên dù rồi này. Bạn quên dù rồi phải không? 荷物を受け取りますが、サインするところがわかりませんとき、何が言った方がいいですか？Tôi nên nói gì khi tôi nhận lại hành lý của mình nhưng không biết ký gửi ở đâu? Hey, nhưng không biết ký tên chỗ nào? À, ký tên. どこにサインすればいいですか? Tôi ký ở đâu? 店に店員がいません。店員を呼びたいとき、何が言った方がいいですか? Không có nhân viên bán hàng trong cửa hàng.Tôi nên nói gì khi tôi muốn gọi nhân viên bán hàng? すみません。どなたかいらっしゃいませんか? Xin lỗi, có ai không? 約束の時間に少し遅れましたとき、何が言った方がいいですか? ました。Tôi nên nói gì khi tôi trễ hẹn một chút?
待たせてごめん。Tôi xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi. みんなにプリントを見てもらいたいとき、何が言った方がいいですか？ Tôi nên nói gì khi tôi muốn mọi người xem các bản in? こちらをご覧ください。Có một cái nhìn tại đây. À, xin hãy xem chỗ này.レストランで注文していない料理が来ましたとき、何が言った方がいいですか？ Tôi nên nói gì khi tôi nhận được một món ăn mà tôi chưa gọi ở nhà hàng? それは頼んでないんですけど。Tôi đã không yêu cầu nó. 通りたいですが、狭くて通れませんとき、何が言った方がいいですか？Tôi muốn vượt qua, nhưng tôi phải nói gì khi không thể vượt qua vì quá hẹp. ちょっと通してもらえませんか? Bạn có thể cho tôi qua một lát được không?